nhà này đó có cái dự án có tên là Tour Thunder, có cái hiệu là TTR. Khi tham gia chương trình này đó, các bạn nhận được 5.000 tóc cần TTR. Giá trị dự kiến của nó sẽ là 100 đô, mỗi một lượt ghép có 400 tóc cần TTR. Để tham gia chương trình này đó, cũng clip của ta, clip của ta, các bạn bấm vào nút Telegram, các bạn nhiệm vụ nó join hai kênh Telegram, rồi các bạn bấm vào con chờ này nữa các bạn, rồi các bạn tiếp theo các bạn follow và tự quyết nữa các bạn follow, rồi các bạn vào trang cá nhân bắt đầu file name của mình, copy của tên em theo mình gửi cho nó, rồi các bạn bấm send, rồi các bạn bấm vào nút menu thôi, rồi các bạn bấm quit giao, quit giao bắt địa chỉ giao save wallet, rồi dùng với MetaMask anh tôi cần giấy gì cũng được các bạn, là đồng giá nhé các bạn. Rồi bạn gỡ nha bạn. Rồi send, mình cập nhật chí các bạn, bấm bấm ba lên xin nha các bạn. Ba lên xin mình đã nhận được 500 token nè, TTR. Rồi các bạn bấm vào get link. Link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Bấm vào tắt. Hết nhiệm vụ rồi các bạn. Có nhiều nhiệm vụ khá là đơn giản, cho anh tên hai kênh Telegram và follow theo qua là rồi. Chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.